Xin chào buổi trưa tất cả mọi người á. Trước mặt ta là hoa của cây mai cúc bi á. Đây là giữa tháng 4 âm lịch á. Đó, thì cái này thì một năm có thể cho được hai vụ hoa. Đây, hồi Tết nè, nó bông rồi, cái nó ra đọt. Rồi cái nó tạo nụ tiếp ha. Đó. Hoa rất là đẹp á. Màu vàng đậm. Nó vung lớp luôn nè. Hoa thì nó cỡ như ba ngón tay nha. Đây là giữa trưa nắng á, nó dày lên rất là đẹp á. Cái dòng này thì ở Bình Định người ta ghép rất là nhiều á. Đặc điểm là nó ra hoa chùm á, chùm 4, chùm 5 không à. Nó không có bị rụng nụ, rụng búp á. Hoa rất đẹp á. Nó sình nùi luôn nè. Cái này thì nếu mà để ngoài nắng thì tươi được khoảng 3 ngày, còn trong mát thì tươi lâu hơn. Trong mát thì 4-5 ngày luôn ha. Nguyên chùm luôn nè. Đây là mai cúc bi à. Cây này thì cây Bình Định á, ghép già rồi. Khoảng 4 năm mà ghép tuốt hồi nhỏ nè. Nuôi lên á. Thì cái này mình đặt vào trong cái bầu ươm luôn á, để sau này nuôi luôn. Cây già thì hoa rất là đẹp á. Nói chung cây nào cũng vậy cả, nó già nó đủ sức á. Còn đây là những cái hàng cúc bi mình ghép được một năm hơn á, bấm đôm rồi á. Cái hàng cây mai ghép thì càng già thì hoa càng đẹp á. Cái này thì bán với giá là 500.000 cây bao ship rồi á. Nói chung là gốc cũng khoảng nở nửa cùm tay, chiều cao khoảng là như là 6 tấc ha. Cái này thì đâu đó được khoảng đâu 100 mấy chục cây vậy á. Nên là ghép góc vườn á, nó suông suông không à. Lấy bo rất là nhiều quá. Đây là toàn bo là cúc bi không á. Bi tại vì cái nụ nó ra nó tròn thì kêu bi á. Còn cái cây này thì mình cũng có bán nữa ha. Đây, cái lô của Bình Định đem về thì nó gốc cũng cỡ ngón chân cái thôi, mà được cái ghép già thì cái này cũng bán 500.000 cây bao ship rồi á. Được cái này thì ghép già hơn cái hàng bên đó ha. Đó thì gốc vườn ghép 4-5 bo, 4 bo, 3 bo, ghép nhiều bo. Còn cái này ghép một bo dưới đây nè, ghép tuốt dưới gốc mà ghép ngay đây nè, liền ha. Mà này người ta tầm lâu dài thì nó giống như cây mai nguyên thủy á, liền lạc trơn ha. Cái này thì gốc chưa có hồi đó người ta trồng mà không có xử lý đế á, sau này trồng thì nó lớn lên thì nó mới nổi đế lên nè. Hoa nè như cây nguyên thủy á. Nè, người ta trồng, giờ trồng 100 cây này thì sau này 100 cây ghép này hoa giống nhau á. Đó, lấy hộp ươm lên thì cũng hên xui á. Hoa rất là đẹp á. Đây là cúc bi á. Hoa rất đẹp á. Ở sẵn đây thì có hàng cúc quý phi á. Quý phi thì này ghép được khoảng 5 tháng á, cũng cứng rồi. Được mấy chục cây nè. Quý phi á. Đây là ghép gốc của Long An á. Gốc cũng khá to, nằm chậu 4 tấc á. Gốc khoảng cỡ cùm tay. Cái này thì bán giá nó quá là khoảng 1,2 triệu một cây bao ship á. Nay mai thì mình sẽ quay này rõ hơn. Nói chung là nó cũng có gốc rễ á, ghép cũng 5-6 tháng rồi, cũng cứng rồi ha. Tết năm nay thì cũng có bông à. Chúc kết video mình cho mọi người xem mặt hoa của cúc quý phi nè. Khi mà cây đủ sức thì bông nó nhiều dữ lắm, bông chùm nha. Quý phi năm rồi, lúc mà mới ra một bát lá đâu đó cũng mấy trăm ngàn á. Dù mình làm giống á thì cây này nó có gì đặc biệt thì người ta mới bán giá cao á. Hoa rất là đẹp á. Cái hoa nó vung lớp rất là nhiều cánh á. Hay là có 40 cây cúc quý phi á. Chùm gốc cũng được không á. Còn cái phôi này đó đi mua cũng 500-600 ngàn rồi. Về làm lại ha. Bán với giá là 1,2 triệu bao ship á.
toàn bộ là cái hàng gốc, gốc phôi trồng á, 40 cây, cây mạnh khỏe hết nè, rất là sung á, mới ghép có những cái 5-6 tháng mà nó mất rượt ha, đấy, rất là mạnh á, quý phi nè, gốc cỡ cùm tay á. Gốc cả cầm tay 40 cây nha. Rất là mạnh á. Giống này thấy phát triển mạnh dữ lắm. Mạnh mà nút nụ cũng đặc ra nè. Quý phi. Cây nào nó cũng vậy đó nha. Chúng ta là cái lô phôi mua lựa. Mua lựa cũng hết 600 ngàn một phôi rồi. Về làm nè, nói chung làm này nó cũng có thất thoát chứ không phải làm đạt hết á. Đó. Về dưỡng á, cái này thì phương pháp làm mà đem về dưỡng cái phôi này dưỡng khoảng hơn 2 tháng á, cho nó lú tược, đóng thẳng là cái đầu luôn, đóng vào cái đầu sau này nó liền nó sẽ đẹp hơn á, giống như mấy cái chột thì nó lên đủ thứ chỗ rồi, nó không có lên ngay vì chúng ta mong muốn á, còn đóng vào cái đầu này sau này nó liền lạc nó đẹp hơn. Quý phi à, hình thú thú không á, đây hàng ngoài này đây, đây chúng ta giờ có giống nào đẹp đẹp á, đây đẹp, đẹp thì chúng ta đợi chừng một năm một ha, một năm một là nhân giống là được hết à, thời điểm đầu đi mua rất là mắc á, nhưng mà cũng đáng đồng tiền á, mua giống về mình để ghép được cái giống hoa nở đẹp thì chúng ta cũng mát ruột á. Giống quý phi nè, rất là đẹp á. Rồi, kết video rồi anh em xem cái mặt hoa của cây cúc quý phi này nó nở á. Nó không có nhị nên nó nở ra cái bông nó không có bị thâm á. Đó, còn cái hoa nó hoa cúc thông thường thì nó nở ngày đầu nở rất là đẹp á, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì cái phần cánh hoa bên trong á, cánh hoa bên trong thì nó chuyển hóa lại giống như gần như cái nụ vậy ha. gần như là cái nhị hoa nó không bắt mắt lắm. Cái dòng này ha, dòng này chúng ta cho dòng này thì nó sẽ đạt hơn cúc ra 50 cánh á, 50 cánh thì nó bị rụng nụ hơi nhiều á, còn cái dòng này thì nó không có bị rụng nụ á, mà hoa nó không có bị thâm dập á, nở lâu thì nó nhìn nó cái phơm hoa nó vẫn sáng á. Đây, mỗi thằng mỗi nét á, nói chung là nếu mà nó không có nhị thì nó không có mùi thơm á, còn nó có nhị rồi thì nó có mùi thơm. Anh nhìn cúc bi nha, cúc bi nở hoa rất là đẹp à. À, cũng rất là thơm á, có nhị là có mùi thơm à. Này cúc bi này thì có hàng làm giống nhỏ giá 70 ngàn á. Cây như thế này thì giá 500 ngàn cây bao ship rồi á. Đó. Cây của Bình Định. Còn cây gốc vườn ghép á, thì cũng giá là 500 ngàn luôn. Gốc vườn thì gốc xuân xuân ha. Được cái tàn rất là nhiều. Một năm rồi á, chứ không phải mới ghép á. Nhưng cái giống này thì Bình Định người ta làm rất là nhiều á. Chủ lực là Bình Định làm giống này, đi chợ bán rất là dễ á. Đây là cái hàng mai giống cúc bi á, này ghép cũng được gần như một năm rồi á, cây cứng rồi, chiều cao khoảng là 4 tấc á, cây cứng rồi chứ không phải hàng mới ghép á, này bán với giá là 70 ngàn á. Đó. Đây là cúc bi á, cứng cáp rồi, vậy chúng ta để già chúng ta mua cái lấy bò lấy á, còn không lấy bò thì chúng ta uống thành kiểu này kiểu kia cũng được á, uống thác đổ, uống nhắn bay gì cũng được. Cái này đúng là nếu mà làm dán trực thì phải cắt xuống rồi ha, cắt xuống rồi, và chúng ta thích dán bay dán lượng gì đó chúng ta uống xuống ha, rất là dẻo. Cúc bi nè ghép cũng gần cả năm rồi ha. Đó. Này thì còn đâu đó khoảng chắc cỡ 100 mấy 200 cây vậy. Cúc bi à. Đó. Cây mạnh khỏe ha. Này với giá 70 ngàn á.